Tôi xin phép được tiếp theo cái chủ đề đấy, thì tôi cũng có một cái thẻ lâm sàng trong cái nhóm viêm khớp cuộc sống. Thế thì cái hình này thì chúng ta biết rồi, đúng không? Cái chủ đề của chúng ta hôm nay là gì ạ? Về cái bệnh viêm khớp vẩy nến, và thực ra lại cũng là một cái thẻ nhỏ trong cái viêm khớp vẩy nến thôi, nó nằm trong cái nhóm bệnh gọi là viêm khớp cuộc sống. Thế thì chúng ta biết là viêm khớp vẩy nến là được xếp vào dưới nhóm của cái bệnh lý viêm khớp cuộc sống, và nó đặc trưng bởi gì ạ? Ở những cái viêm mà hoạt dịch, viêm điểm bám tận, viêm ngón, viêm cuộc sống, vẩy nến da và móng. Đây là một cái tổn thương viêm khớp mãn tính mà liên quan đến tổn thương da trong vẩy nến. Và chúng ta biết là vẩy nến thì chiếm khoảng 2% cái diện tích trong cái dân số nói chung, thì có khoảng từ tùy theo nghiên cứu thì có tỷ lệ từ 7-42% cái vẩy nến ở da thì sẽ tiến triển thành cái viêm khớp vẩy nến. Và trong đó thì có 6-18% viêm khớp vẩy nến thì có viêm khớp trước khi có tổn thương da, thậm chí là chúng ta thì có những cái viêm khớp thôi mà chưa có cái tổn thương da gì cả, nhưng về sau chúng ta mới thấy có những cái tổn thương da. Vậy là cái gì, cái nhóm bệnh nó rất là phức tạp, nó nằm đây, cái nhóm mà cái Dũng vừa đã phân tích là cái viêm khớp vẩy nến nó nằm trong đây, và chúng ta sẽ đi về một cái thể nhỏ của viêm khớp vẩy nến, đó chính là viêm khớp thể trục. Thế thì cơ chế bệnh sinh của cái viêm khớp vẩy nến thì đây là một cái bệnh sinh bệnh học phức tạp, tức là do tương tác giữa các yếu tố di truyền và môi trường, và nó sẽ trải qua các cái giai đoạn tiêm lâm sàng và đến bộ lâm sàng. Và trong đó thì vai trò của cái ở cái giai đoạn tiêm lâm sàng thì vai trò của gì ạ, của interleukin 23, interleukin 17 cũng như là của kháng TNF alpha thì đóng vai trò rất quan trọng trong cái cơ chế bệnh sinh vẩy nến. Qua các cái trục này nó sẽ tác động đến đâu ạ, đến các cái tế bào keratin hay là cái tế bào sừng, và nó sẽ làm cho cái quá trình sừng hóa của cái tế bào nó tăng hơn bình thường. Vì chúng ta biết là sừng thì nó tăng sinh nó ít thôi, và các quá trình sừng hóa nó cứ thay đổi liên tục. Thế nhưng trong vẩy nến thì cái sự tăng sinh của sừng hóa quá mức nó dẫn những cái tổn thương vẩy nến. Như vậy thì cái trục quan trọng, và đồng thời các cái thuốc mà tác động lên các trục này mà trục chúng tôi sẽ trình bày ở phần sau sẽ làm cho điều trị được cái vẩy nến ở cái mức như thế nào. Thế thì cái quá trình mà vẩy nến chuyển từ cái vẩy nến thể da sang viêm khớp vẩy nến thì chúng ta phải biết, chúng ta không thể dự đoán được nó có hay không, cái nào có trước, viêm khớp có trước hay vẩy nến có trước. Nhưng có những cái yếu tố nguy cơ mà chúng ta thấy là gì, ở những bệnh nhân vẩy nến nếu có những yếu tố nguy cơ này thì nguy cơ chuyển sang cái viêm khớp vẩy nến nó sẽ sớm và nó sẽ cao hơn. Ví dụ như là chúng ta thấy có vẩy nến móng, vẩy nến da đầu, hoặc là vẩy nến ở khe mông. Chúng ta biết là có những bệnh nhân mà vào ấy thì nó đau lưng, cứng lưng, giống như là tiến sĩ Dũng vừa trình bày, chúng ta nghiêng về cái bệnh là viêm khớp cuộc sống, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta hỏi kỹ hơn thì bệnh nhân bảo là ngày xưa hoặc là mấy năm nay tôi có cái tổn thương ở khe mông, ở da, tôi cứ ngứa ở đấy, trong khám chi tiết là nó lại có cái tổn thương da ở khe mông, thì chúng ta phải nghiêng ngay đấy, nó là bệnh viêm khớp vẩy nến chứ không còn là cái viêm cuộc sống dính khớp như cái ban đầu nữa. Như vậy cái chi tiết nó rất quan trọng. Và đây là những cái yếu tố nguy cơ, nếu như mà có vẩy nến móng, vẩy nến da đầu hoặc vẩy nến ở khe mông thì các yếu tố nguy cơ mà chuyển sang cái viêm khớp vẩy nến nó sẽ cao như này. Ngoài ra thì chúng ta phải hỏi xem tiền sử gia đình có vẩy nến hay không, rồi tiền sử đau khớp, viêm màng bầu đào và các yếu tố gen, vân vân. Đấy, thì chúng ta phải xác định được các yếu tố nguy cơ. Từ khi có cái yếu tố nguy cơ thì nó có một cái giai đoạn, đó là giai đoạn tiền lâm sàng. Chúng ta có yếu tố từ vẩy nến này, các yếu tố nguy cơ chúng ta xác định được, chúng ta sẽ có những cái giai đoạn tiền lâm sàng trước khi mà sang cái lâm sàng là biểu hiện của cái vẩy nến, thì người ta có thể phát hiện sớm trên MRI, trên siêu âm thì có một cái chủ đề riêng và chúng tôi sẽ phát hiện. Rồi từ đó có những cái triệu chứng rõ rệt thì chúng ta sẽ giải thích ở cái phần sau, nhưng có những cái triệu chứng mà gì, nó rất mơ hồ thôi. Bệnh nhân chúng ta chỉ có cái đau ở gót chân, đau ở điểm bám tận, có cứng khớp hoặc đau khớp hoặc ngón chân rồi, hoặc là có tổn thương móng vân vân. Chúng ta chỉ cần rất chi tiết, chúng ta định hướng được những cái tổn thương đấy thì từ đó mới gợi ý đến cái chẩn đoán vẩy nến, viêm khớp vẩy nến. Bởi vì như vậy chúng ta thấy rằng gì ạ, cần phải rất là chi tiết, rất tỉ mỉ trong cái chuyện khám lâm sàng và hỏi thì chúng ta mới có thể chẩn đoán được cái bệnh viêm khớp vẩy nến. Thế thì các cái thẻ lâm sàng của viêm khớp vẩy nến thì chúng ta có gì ạ, các thẻ viêm khớp ngoại biên, các thẻ viêm điểm bám tận, viêm gân và điểm bám tận, rồi là viêm ngón, rồi vẩy nến da, rồi vẩy nến móng. Đây là những cái tỷ lệ phần trăm mà chúng ta có thể gặp ở trong cái vẩy nến. Và cái phần của tôi hôm nay là phụ chú là cái viêm khớp
thể trục, viêm khớp vẩy nến thể trục đấy, thì gặp với tỷ lệ khoảng 25 đến 70%. Thế thì khi mà chúng ta có những cái triệu chứng lâm sàng gợi ý rồi thì chúng ta sẽ có những cái vai trò của các cái xét nghiệm, đặc biệt là vai trò của diện X quang này, của siêu âm và của cộng hưởng từ. Thì tiến sĩ Dũng vừa rồi cũng đã có những cái trình bày lướt qua để chúng ta thấy vai trò trong cái chẩn đoán sớm, chúng ta biết được bằng siêu âm, bằng cộng hưởng từ chúng ta có thể phát hiện biểu hiện thậm chí trước lâm sàng để chúng ta gì chẩn đoán cái giai đoạn tiền lâm sàng. Bởi vì chúng ta phát hiện càng sớm thì cái điều trị bệnh càng tốt, chứ còn nếu đúng nên lúc mà da nó tổn thương hết cả ra rồi, khớp nó bị viêm hết rồi thì lúc đó cái điều trị rất là khó khăn. Hay chúng ta sẽ có sử dụng các cái X quang này, chúng ta thấy những cái tổn thương khớp đấy, những cái tổn thương của mọc cái gai xương vân vân. Và đặc biệt đối với viêm khớp vẩy nến thể trục, chúng ta có thấy cái vai trò của X quang cũng phát hiện những cái tổn thương bị chốc. Chúng tôi sẽ có những cái so sánh tại sao chúng ta lại phải phân biệt cái viêm khớp vẩy nến thể trục nó có gì giống và cái gì khác đối với viêm của sừng dinh khớp như tôi vừa trình bày. Vai cũng tương tự như vậy, thì siêu âm là cái công cụ có độ nhạy rất cao để chẩn đoán sớm các tổn thương, đặc biệt là các viêm điểm bám gân, rồi thì là các cái viêm khớp, viêm màng dịch khớp, thậm chí cả viêm ngón, thì siêu âm cũng vai trò rất quan trọng. Như vậy là khi mà chúng ta có những cái tổn thương, vai trò này thì chúng ta thấy có những cái tổn thương nghi ngờ gợi ý tới những cái dấu hiệu sớm hoặc những cái triệu chứng sớm của viêm khớp vẩy nến, thì chúng ta có thể ứng dụng những cái X quang, siêu âm và cộng hưởng từ, đặc biệt là cộng từ nữa, để cho phép đánh giá được các cái tổn thương sớm. Đặc biệt là chúng ta là gì, trong cái viêm khớp cột sống thể trục thì vai trò của cộng từ rất quan trọng. Cộng từ có thể xác định được cái viêm khớp cùng chậu trước khi cả có biểu hiện trên X quang. Chúng ta biết là gì, nếu mà X quang mà phát hiện ra cái viêm khớp cùng chậu thì nó đã là muộn rồi. Đấy. Nhưng mà bằng cộng từ thì ngay cả giai đoạn chưa có biểu hiện trên X quang, chúng ta có thể thấy những hình ảnh phù của thủy xương ở cái vùng khớp, phù của cái khớp cùng chậu này, thì chúng ta phát hiện, hoặc là những cái tổn thương và ở cột sống để chúng ta phát hiện được những cái tổn thương sớm của cái viêm đốt sống thể trục bằng cộng hưởng từ. Đấy là cái những cái lâm sàng và những cái cận lâm sàng gợi ý. Thế còn tiêu chuẩn để chẩn đoán viêm khớp vẩy nến nói chung nhé, đây là cái tiêu chuẩn Kaspar năm 2006. Chúng ta có những cái tiêu chuẩn khác nhưng mà đây là cái tiêu chuẩn được khá sử dụng phổ biến, là gì, chúng ta có những cái bệnh khớp viêm mà có liên quan tới biểu hiện khớp, những cái điểm bám gân hoặc thể trục, đấy chúng ta phải để ý khai thác. Rồi sau đó có vẩy nến đang tồn tại hay không, ngay cả không có thì có tiền sử bản thân hoặc gia đình từng trước kia đã có vẩy nến hoặc đang có vẩy nến hay không, hoặc là thậm chí không có vẩy nến nhưng có thêm những cái yếu tố này thì người ta cũng có thể chẩn đoán đấy là viêm khớp vẩy nến. Vậy chúng ta cái chuyện chúng ta khai thác các triệu chứng hiện tại cũng như là tiền sử rất là quan trọng, và có những cái dấu hiệu rất là đặc hiệu, ví dụ những cái dấu hiệu viêm ngón, dấu hiệu viêm điểm bám tận, hoặc là những cái tổn thương ở móng vân vân. Đấy là những cái rất chi tiết mà chúng ta cần phải biết để gì, chúng ta phát hiện sớm cái viêm khớp vẩy nến. Thế thì cái sơ đồ này thì ai biết, chúng ta thấy là gì, tiến sĩ Dũng đã trình bày rồi ạ. Bệnh viêm khớp cột sống, chúng ta có viêm khớp cột sống thể trục thì có viêm cột sống dinh khớp, và cái thể trục mà chưa có biểu hiện X quang, còn viêm cột sống dinh khớp là có biểu hiện trên X quang rồi đấy, thì mà chúng ta thấy trên cái viêm khớp cùng chậu trên X quang. Thế còn các viêm khớp thể ngoại y thì chúng ta lại thấy có gì, vẩy nến. Như vậy vẩy nến thì thuộc vào thể ngoại vi. Thế nhưng mà rất hay là trong vẩy nến có các thể thì lại có cái thể viêm khớp vẩy nến thể trục. Như vậy chúng ta thấy là gì ạ, đây có thể trục xong lại có thể trục trong thể ngoại vi. Thế vậy có cái gì hay ho, có gì khác biệt mà người ta lại có những cái phân biệt như này, thì chúng ta thấy rằng gì, viêm khớp vẩy nến thể trục là gì, là có tổn thương vẩy nến cộng với lại các cái tiêu chuẩn viêm khớp cùng chậu và đau lưng. Thì đây chính là cái phần mà tiến sĩ cũng đã trình bày ở trong cái gì ạ, cái chẩn đoán của cái viêm cột sống dinh khớp, đúng không? Cái tiêu chuẩn viêm cột sống dinh khớp, tất nhiên là cái độ giãn thì nó tùy vào cái tiêu chuẩn. Đây là tôi thấy tiêu chuẩn của châu Âu ấy, của nước ngoài ấy, thì là cái độ giãn nó hơi khác với lại của tiến sĩ Dũng vừa rồi là 2,5 cm. Khi mà giảm cái độ giãn như thế này thì nó chẩn đoán là thể trục, và cộng với lại vẩy nến thì nó là viêm khớp vẩy nến thể trục. Tuy nhiên có những cái trường hợp, có những tiêu chuẩn người ta chỉ cần vẩy nến cộng tiêu chuẩn 1 cộng với tiêu chuẩn 2 thì nó đã chẩn đoán được là viêm khớp vẩy nến thể trục. Như vậy là gì, người ta thấy là chúng ta có thể thấy là có những bệnh nhân thì đủ tiêu chuẩn của gì, chẩn đoán cả viêm khớp vẩy nến và gì,
viêm khớp, viêm cột sống dính khớp, đúng không? Chúng ta thấy là chúng ta có thể chẩn đoán nhầm lẫn như giữa các cái thể này. Và như vậy là chúng ta thấy là có những cái biểu hiện thể trục, mặc dù là gì ạ, là một thể của viêm khớp vẩy nến, nhưng nó vẫn còn là một cái vấn đề tranh luận. Do gì? Chúng ta thấy là cái định nghĩa thì chưa có một cái định nghĩa thống nhất và thiếu những công cụ đánh giá cụ thể của viêm khớp vẩy nến, do đó cần phải có những cái nghiên cứu thêm. Thế thì chúng ta thấy là viêm khớp vẩy nến thể trục thì có khoảng 2-5% bệnh nhân viêm khớp vẩy nến thì có tổn thương trục đơn thuần thôi, nhưng có đến 20-25% bệnh nhân thì có biến đổi ở khớp vùng chậu mà không có cái triệu chứng lâm sàng của cuộc sống. Chúng ta thấy là gì ạ? Có biểu hiện của cận lâm sàng nhưng lại không có biểu hiện lâm sàng. Nhưng chúng ta phải lưu ý, bởi vì những cái bệnh nhân như này sau một thời gian tiến triển nó sẽ thành ra viêm khớp vẩy nến, và thậm chí là một cái tỷ lệ là gì, 75% những cái viêm khớp vẩy nến lâu năm nó biểu hiện rõ cái thể trục. Mà khi nó biểu hiện thể trục thì nó gây gì, nó ảnh hưởng rất xấu. Đấy, ngoài cái chuyện vẩy nến, chúng ta biết là ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống. Ở tổn thương da chúng ta sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, như là thậm chí là về mặt thẩm mỹ thôi bệnh nhân cũng rất là ngại. Còn nếu mà bị vẩy nến mà lại còn thêm thể trục nữa thì các cái biểu hiện gì, da nặng hơn này, khớp đau nhiều hơn, viêm nhiều điểm bám tận hơn, rồi thì suy giảm chức năng, chất lượng cuộc sống đáng kể. Do đó viêm khớp vẩy nến là một cái thể trục là một cái mà chúng ta rất cần phải quan tâm đối với viêm khớp vẩy nến. Và người ta có những cái yếu tố nguy cơ, người ta xác định được những cái, ví dụ như loạn dưỡng móng, ví dụ như số khớp tổn thương trên X quang, viêm màng xương, máu nắng và HLA-B27, thì đấy là những cái yếu tố mà người ta thấy rằng nó là yếu tố rõ ràng của nguy, nếu xuất hiện ở viêm khớp vẩy nến thì nó là sẽ là yếu tố nguy cơ của cái viêm khớp vẩy nến thể trục. Và chúng ta vừa rồi cũng đã nghe tiến sĩ Dũng trình bày cái vai trò của HLA-B27, thì HLA-B27 là cái yếu tố nguy cơ di truyền chung cho cả viêm khớp vẩy nến và viêm cột sống dính khớp. Thế nhưng trong viêm cột sống dính khớp thì nó tỷ lệ xuất hiện ở cái tỷ lệ rất cao, 80-90-95%, đúng không? Trong khi đó đối với viêm khớp vẩy nến thể trục thì chỉ có 20% có bệnh HLA-B dương tính thôi, còn lại những cái yếu tố đặc hiệu hơn nhưng mà chúng ta lại chưa có những cái xét nghiệm đấy ở Việt Nam, do đó chúng ta vẫn đang dựa vào HLA-B7. Mình lưu ý rằng chỉ có 1/5 bệnh nhân viêm khớp vẩy nến thể trục là có cái HLA-B7 dương tính thôi, và chúng ta sẽ phải dựa vào chủ yếu là các cái lâm sàng. Thế thì đặc điểm lâm sàng mà chúng ta cần phải phân biệt giữa viêm khớp vẩy nến thể trục với viêm cột sống dính khớp là gì? Chúng ta thấy cái tuổi của viêm cột sống dính khớp là gì ạ? Tuổi trẻ, đúng không? Tuổi trẻ hơn so với lại viêm khớp vẩy nến thể trục. Thứ hai là cái tỷ lệ nam, rõ ràng ở cái viêm cột sống dính khớp thì tỷ lệ cao hơn, trong khi đó thì ở trong cái viêm khớp vẩy nến thể trục thì cái tỷ lệ nam nó thấp hơn. Ngoài ra thì số khớp viêm đau, tức là khớp ngoại vi ấy, thì người ta thấy là viêm khớp vẩy nến thể trục có cái tỷ lệ cao hơn so với lại viêm cột sống dính khớp. Đồng thời là thì ngược lại thì cái tỷ lệ mà các cái viêm điểm bám tận cũng thế, thì cũng thấy là cái viêm khớp thể trục rồi các viêm ngón thì tỷ lệ hay gặp hơn. Như vậy là chúng ta có những cái dấu hiệu, chúng ta gợi ý của cái viêm khớp vẩy nến thể trục nó khác so với viêm cột sống dính khớp. Đặc biệt là chúng ta thấy là gì, cái tuổi mà chúng ta viêm khớp vẩy nến thể trục ấy nó sẽ cao hơn so với lại viêm cột sống dính khớp. Đấy là những cái đặc điểm về lâm sàng. Và đặc biệt là chúng ta có những cái đặc điểm về chẩn đoán hình ảnh, thì đây là cái viêm khớp của cột sống dính khớp, chúng ta thấy là gì, hình ảnh những cái cầu xương chúng ta đọc ấy, rất là mảnh và ở nhiều vị trí và đối xứng. Đấy là cái hình ảnh rõ của cái viêm cột sống dính khớp. Thứ hai là khớp vùng chậu màu viêm thì nó thường nó đồng đều ở cái giai đoạn đối với viêm cột sống dính khớp, nhưng với viêm khớp vẩy nến thể trục thì chúng ta thấy là gì ạ, cái cầu xương nó không đối xứng. Ví dụ chúng ta thấy là cái tổn thương bên đây có nhưng mà bên đây lại không có tổn thương, hoặc là nó không liên tục như bên này mà chúng ta thấy đây vị trí này có, đây vị trí này có, đấy nó khác. Và cái viêm khớp vùng chậu thường trong viêm khớp vẩy nến thể trục cái giai đoạn viêm khớp vùng chậu, ví dụ bên này giai đoạn 2, bên này giai đoạn 4, nó dính vào. Như vậy chúng ta thấy là những cái dấu hiệu này cũng gợi ý sự khác biệt giữa viêm cột sống dính khớp với lại viêm khớp vẩy nến thể trục. Đấy là chúng ta có thể phân biệt bằng X quang, và đây là cũng cái các cái tổn thương X quang mà chúng tôi phân biệt
viêm khớp cột sống thể trục với tức là hay là viêm cột sống dính khớp với viêm khớp cột sống thể trục đấy, và cũng như là cái yếu tố HLA-B27 mà chúng tôi đã nhắc đến rồi các bạn đúng không, và các biểu hiện khác ví dụ tỷ lệ đau lưng kiểu viêm cao hơn ở cái nhóm viêm cột sống dính khớp hay viêm khớp cột sống thể trục, trong khi tỷ lệ viêm khớp cột sống thể trục thì tỷ lệ đau lưng kiểu viêm thấp hơn mà nó đau các cái khớp ngoại vi cũng như các biểu hiện của vẩy nến. Rồi tuổi tôi cũng đã nhắc lên rồi, tuổi khởi phát và cái viêm khớp ngoại vi điểm bóng tận ở cái nhóm này cũng nhiều hơn. Đấy là những cái mà chúng ta cần phân biệt. Thế thì những cái công cụ đánh giá viêm khớp vẩy nến thể trục, tức là đánh giá cái mức độ hoạt động bệnh như nào, thì không có những cái công cụ riêng mà chúng ta sẽ dựa vào giống như đánh giá trong cái viêm cột sống dính khớp. Chúng ta cũng có cái thang điểm, ví dụ thang điểm Bastai, Basli, Astat, v.v. Tức là chúng ta cũng không có cái gì đặc biệt để chúng ta đánh giá, cũng như là muốn để chẩn đoán sớm cái tổn thương của khớp cùng trọng cũng như tổn thương cột sống trong viêm khớp vẩy nến thể trục thì chúng ta cũng phải dựa vào MRI như chúng tôi đã trình bày. Thế thì một cái phần chủ đề nữa là trong cái điều trị của viêm khớp vẩy nến và viêm khớp vẩy nến thể trục như nào, thì đây là một cái sơ đồ mà chúng ta thấy có rất nhiều những cái thuốc, trong đó có gì, thuốc sinh học kháng TNF alpha, thuốc ức chế tim 12-23, ức chế tim 17, rồi các ức chế tế bào T, ức chế 23 và các cái thuốc đã uống sinh học dạng uống ức chế giấc. Thì chúng ta thấy là gì, mỗi một cái thuốc có những cái hiệu quả nhất định khác nhau, không phải là thuốc nào cũng như thuốc nào. Và đặc biệt đây là cái sơ đồ mà chúng ta thấy là gì, không có sự so sánh đối đầu giữa các thuốc và cái thời điểm đánh giá. Đây là cái đánh giá gì ạ, cái tổn thương về cột sống người ta sẽ dựa vào cái chỉ số là gì, ACR20 để đánh giá. Thì chúng ta thấy là gì ạ, cái tỷ lệ của các thuốc cũng khác nhau, nhưng mà cho chúng ta hình dung một cái cơ bản là gì, có những cái thuốc sinh học gì điều trị bệnh. Và đặc biệt chúng ta thấy là ví dụ trong cái nhóm kháng TNF alpha thì chúng ta thấy cái vai trò của golimumab đường tĩnh mạch mà tiến sĩ Dũng vừa rồi cũng trình bày trong cái điều trị viêm khớp cột sống ấy, viêm cột sống dính khớp ấy, thì chúng ta thấy cái vai trò, cái tỷ lệ mà đạt được cái hiệu quả trong cái điều trị trên các tổn thương cột sống ấy, cũng như tổn thương khớp là khá là cao. Ngược lại những cái ức chế enzyme 23 chẳng hạn thì người ta thấy là cái hiệu quả trên các tác dụng ở trên da thì nó sẽ tốt hơn. Đây là cái biểu hiện trên da mà người ta đánh giá bằng cái thang điểm PASI. PASI tức là gì ạ, tức là chúng ta đánh giá là cái hiệu quả mà cải thiện, ví dụ PASI 90 là 90% so với trước khi điều trị, hoặc là PASI 100 là 100% là cải thiện cái tổn thương da, thì người ta thấy là những cái kháng ức chế enzyme 23 sẽ có hiệu quả hơn so với lại kháng TNF alpha chẳng hạn. Đấy là cái cách để chúng ta lựa chọn. Nhưng đấy là cái chúng tôi giới thiệu chung về cái điều trị chung của viêm khớp vẩy nến, viêm khớp vẩy nến. Và chúng tôi cũng muốn giới thiệu về cái hiệu quả của golimumab. Chúng ta thấy là đây là golimumab so với lại nhóm trứng thì thấy rõ ràng những cái hiệu quả trên ACR20 tức là đánh giá về cái viêm khớp rõ ràng cao hơn nổi bật so với lại cái nhóm trứng, cũng như là cái thang điểm về da cũng thấy cái sự cải thiện khác biệt có ý nghĩa thống kê, hoặc là gì những cái thang điểm về đánh giá về viêm điểm bám tận cũng như là viêm ngón thì thấy rõ hiệu quả rõ rệt của golimumab so với lại nhóm trứng. Như vậy là chúng ta có thể khẳng định golimumab là một cái thuốc hiệu quả trong cái điều trị cái viêm khớp vẩy nến nói chung. Thế còn đối với lại viêm khớp vẩy nến thể trục thì sao, thì đây là một cái mà chúng tôi vừa rồi các bạn có thể thấy là hơi rối, là chúng ta có rất nhiều thuốc trên rất nhiều những cái dạng khác nhau, thì tôi đưa ra một cái bảng mà gọi là bảng chung để chúng ta hình dung. Đấy là gì, đây là cái chủ đề của chúng ta là viêm khớp vẩy nến thể trục, thì các cái thuốc gì có hiệu quả nhất, thì thống kê ở đây chúng ta thấy là gì ạ, các kháng TNF alpha là có hiệu quả nhất và các cái thuốc ức chế interleukin 17. Cái kháng TNF alpha thì chúng tôi cũng biết rồi, có những cái thuốc ví dụ infliximab hoặc tức là remicade hoặc là golimumab hoặc symphony. Thế còn ức chế interleukin 17 ấy, chúng ta có cái ở đây chúng ta có là secukinumab đúng không? Thế còn những cái thuốc mà ví dụ ức chế interleukin 12 hoặc 23 ví dụ như là cái sterana ấy, chúng ta thấy là nó không có cái tác dụng đối với viêm khớp thể trục, hoặc cái ức chế genzac thì cái hiệu quả nó kém. Như vậy là gì, chúng ta có thể khẳng định các nhóm thuốc sinh học mà điều trị có hiệu quả đối với lại viêm khớp vẩy nến thể trục thì chúng ta có hai cái lựa chọn,
đó là kháng TNF alpha, và đặc biệt kháng TNF alpha là phải là các kháng thể đơn dòng, thì trong đó thì cái entecavir là không có, hầu như không có hiệu quả. Nhưng mà rất may là may hay không may thì không biết, những cái entecavir hiện thì không có trên thị trường. Và chúng ta hầu hết những cái TNF alpha có trên thị trường thì đều là các kháng thể đơn dòng và đều có hiệu quả đối với chúng ta đến tiêm chủng. Còn những cái 17 thì chúng ta cũng có thuốc là giờ ở trong tay rồi, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng là gì, một số cái thuốc này nó lại, cái bệnh này nó lại kèm theo các dạng khác, ví dụ như là có viêm mống mắt, ví dụ như các bệnh viêm của viêm ruột, do viêm thì dạng viêm ruột viêm, thì một số thuốc ví dụ ức chế kênh 17A lại không không có tác dụng, thậm chí là chúng chỉ định trong trường hợp viêm khớp vẩy nến mà có kèm theo cái bệnh này. Vì người ta thấy rằng thậm chí là viêm khớp vẩy nến thể trục có cái kèm theo viêm ruột hoặc là bệnh Crohn vân vân ấy, thì lại thậm còn làm nặng cái bệnh lên nếu mà chúng ta dùng ức chế kênh 17A. Như vậy là lúc đấy chúng ta chỉ có cái lựa chọn là kháng TNF alpha. Vậy chúng ta phải tùy theo cái tình trạng bệnh, cái nổi bật là cái gì mà chúng ta lựa chọn các thuốc sinh học cách phù hợp. Đấy. Và hiện tại thì các cái nghiên cứu mà đánh giá đáp ứng điều trị trong viêm khớp vẩy nến thể trục thì cũng rất ít bằng chứng, và chủ yếu là các nghiên cứu quan sát với cái mẫu hạn chế, thì người ta đã vai trò của nghiên cứu của entecavir, rồi nghiên cứu của các cái kháng TNF alpha khác và setrusumab thì người ta cho thấy những cái hiệu quả như đây. Và nếu các bạn cần chi tiết thì các bạn đọc kỹ, nhưng mà chúng ta thì biết được rằng là gì, là rất ít những cái bằng chứng trên riêng về cái viêm khớp vẩy nến thể trục. Thế thì chúng tôi cũng giới thiệu cái khuyến cáo GRAPPA, tức là GRAPPA là cái hiệp hội mà điều trị cái viêm khớp vẩy nến, thì người ta thấy là gì, cái thể trục chúng ta sẽ đầu tiên như tiến sĩ Dũng đã nói là chúng ta sẽ điều trị bệnh bằng gì ạ, bằng NSAID, đúng không? Khi thất bại với NSAID thì chúng ta sẽ sử dụng các cái thuốc sinh học. Thì đối với cái GRAPPA năm 2015 thì các thuốc sinh học người ta có kháng TNF alpha, interleukin 17 và có ức chế interleukin 23. Thế nhưng mà đến GRAPPA 21 thì người ta thấy rằng gì, cái ức chế interleukin 23 không có cái tác dụng nữa rồi, người ta loại bỏ, người ta chỉ còn kháng TNF alpha, ức chế interleukin 17 và có cái gen rắc thêm vào. Và khi những cái thuốc thất bại thì chúng ta sẽ đổi các cái thuốc. Vậy chúng ta thấy là cái thể trục chúng ta chỉ có một cái số thuốc như vậy thôi. Tất nhiên trong cái nhóm mà kháng TNF alpha thì chúng ta có rất nhiều những cái lựa chọn. Chúng ta có thể thất bại với thuốc này, chúng ta có thể thay thế bằng cái thuốc kháng TNF alpha khác, hoặc là kháng TNF alpha thất bại, thay TNF alpha thất bại chúng ta có thể ức chế interleukin 17. Và đấy là cái khuyến cáo của GRAPPA. Đối với lại khuyến cáo của ELA chúng tôi cũng muốn giới thiệu thì cũng gần như tương tự thôi, tức là khởi đầu bệnh là bệnh thể trục, chúng ta sẽ dùng NSAID, có thể tiêm corticoid tại chỗ trong trường hợp mà chúng ta có những cái điều viêm khớp ngoại vi hoặc là những cái viêm điểm mắm tắc vân vân. Nếu đạt hiệu quả thì chúng ta tiếp tục điều trị, còn không đạt hiệu quả thì chúng ta bắt đầu bằng các cái thuốc tương tự như vậy, và chúng ta cũng thay thế nếu mà hiệu quả vẫn đạt được. Thường thì khi nào mà thấy là cải thiện tại thời điểm 3 tháng và đạt được mục tiêu sau 6 tháng mà có tác dụng thì người ta sẽ tiếp tục duy trì. Đấy, trong cái phần mà tiến sĩ Dũng nói là chúng ta dùng như thế nào thì tiếp tục đến bao lâu, thực ra là gì, khuyến cáo là tiếp tục suốt đời. Nhưng mà chúng ta biết là bệnh nhân không có điều kiện để mà dùng thuốc sinh học suốt đời đâu. Đa số những cái bệnh nhân có khi vừa mới 6 tháng ổn định hay là bệnh nhân đã bảo thôi giảm thuốc hoặc giảm liều cho chúng tôi, giảm liều cho chúng tôi đi. Đấy. Thế nhưng về nguyên tắc khuyến cáo là chúng ta nên tiếp tục. Thế còn tiếp tục được bao nhiêu nó phụ thuộc chính là cái nguồn tài chính của bệnh nhân. Còn chúng ta biết rằng nếu như mà ngừng thuốc sinh học thì hầu như 100% bệnh nhân, đặc biệt là viêm cột sống dưới khớp và viêm khớp vẩy nến, 100% sẽ tái phát. Có cái tái phát sau bao lâu thôi, có những bệnh nhân sau vài tháng, vài năm, hoặc có những bệnh nhân nhiều năm, nhưng mà các nghiên cứu thấy là 100% sẽ tái phát. Như vậy khi trước khi điều trị viêm cột sống dính khớp hay viêm khớp vẩy nến hay là viêm khớp vẩy nến thể trục thì chúng ta cũng phải tư vấn cho bệnh nhân rất kỹ rằng cái chuyện chúng ta dùng thuốc sinh học nó có tác dụng như thế nào và thời gian tác dụng bao lâu, để cho bệnh nhân biết, chứ không bệnh nhân dùng rồi tôi thì cố tôi dùng tiền điều trị trong một năm nhưng sau đó
tôi bỏ thuốc, tôi cứ tưởng nó khỏi, 2-3 năm sau tôi tái phát, sang đổi tại bác sĩ là bác sĩ không giải thích, đúng không? Thì chúng ta phải giải thích cái chuyện điều trị như nào. Còn nếu như đã đạt không đạt được mục tiêu thì chúng ta thay thuốc, thì tôi đã nói rồi. Và cái khuyến cáo của ERA cũng nhấn mạnh đến gì ạ? Đây là cái phần có cái phần tiếng Anh và tôi select ra luôn này. Đó là gì? Kháng TNF alpha là thuốc đầu tiên trong điều trị, trong cái điều trị viêm khớp vẩy nến kẻ trục, và thường được lựa chọn trong cái thuốc đầu tiên trong thực hành. Tuy nhiên cái secukinumab, tức là cái ức chế TNF-α gần đây người ta cũng đã chứng minh hiệu quả, cho nên là khuyến cáo người ta có thể lựa chọn hoặc là thuốc này hoặc là thuốc này đầu tiên, tùy cái gì mà chúng ta đã có trong tay. Tuy nhiên nếu như có tổn thương, bởi vì chúng ta là viêm khớp vẩy nến, chúng ta còn có tổn thương da nữa cơ, thì chúng ta phải để ý cái tổn thương da. Thì nếu như có tổn thương da mà nổi trội hơn nữa thì cái kháng TNF-α có thể được ưu tiên hơn kháng TNF-α. Mặc dù là kháng TNF-α vẫn điều trị cả da cả cái viêm khớp, nhưng kháng TNF-α có thể được ưu tiên do cái hiệu quả cao hơn da. Nhưng nếu như mà cái viêm khớp vẩy nến kẻ trục mà có kèm IBD như tôi nói hoặc viêm màng bầu đà thì kháng TNF-α sẽ là lựa chọn ưu tiên. Còn cái TNF-α thậm chí nó làm nặng lên cái tình trạng bệnh này. Đấy, cho nên là chúng ta phải thì là khuyến cáo. Và để cho cái kết luận cho cái buổi báo cáo ngày hôm nay thì chúng ta thấy là gì ạ? Tổn thương trục trong viêm khớp vẩy nến là một thể lâm sàng và nó chưa có một cái chiến lược điều trị riêng và toàn diện, các cái tiêu chuẩn phân loại theo dõi và đáp ứng thì hầu như là thường là lấy từ cái viêm cột sống dính khớp thôi, và các khuyến cáo điều trị cũng đa số cũng được ngoại suy từ viêm cột sống dính khớp hoặc dựa trên thực hành lâm sàng. Và cũng chỉ có một số những cái nghiên cứu nhỏ như tôi đã trình bày là cái đối tượng bệnh nhân là chủ yếu là cái viêm khớp vẩy nến kẻ trục, và cái thuốc sinh học trong đó thuốc kháng TNF-α và ức chế TNF-α17 đã chứng tỏ hiệu quả trong cái viêm khớp vẩy nến kẻ trục. Ở phần trình bày của tôi đến đây là hết. Rất là cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của các bạn đồng nghiệp.